Đàm Tùng Vận bất ngờ thông báo kết hôn, còn tung bộ ảnh cười cực ngọt. Đàm Tùng Vận bất ngờ kết hôn với bạn trai cùng ngành khiến fan phấn khích. Đàm Tùng Vận là một trong những nữ diễn viên được khán giả cực kỳ yêu mến. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi cực mạnh giúp nữ diễn viên dễ dàng hóa thân vào nhiều giọng vai diễn khác nhau. Sau thành công của Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Quy Lộ Đường Về, hợp tác cùng Tỉnh Bách Nhiên. Trong dự án phim lần này, khán giả sẽ được thấy Đàm Tùng Vận thể hiện nhân vật từ khi còn là cô học sinh cho tới lúc trưởng thành bước vào lễ đường. Dù là tạo hình nào thì nữ diễn viên 9X này cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt hình ảnh Đàm Tùng Vận mặc váy cưới khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì quá xinh đẹp. Trong Quy Lộ, nhân vật của Đàm Tùng Vận sẽ có một đám cưới, hình ảnh cô nàng diện váy cưới trắng. Dù đầy kiểu tóc đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo. Đôi mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc khiến người xem không khỏi rơi nước mắt. Đây là lần hiếm hoi khán giả được nhìn thấy Đàm Tùng Vận mặc váy cưới trên màn ảnh. Đâu chỉ có Đàm Tùng Vận, Tỉnh Bách Nhiên cũng nhận được vô số lời khen ngợi trong Quy Lộ. Những màn tương tác tình bể bình của hai ngôi sao này được khán giả đầy thuyền nhiệt tình. Vừa lên sóng những tập đầu tiên, Quy Lộ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận đã thu về thành tích khả quan với mức rating trung bình 0.5294%. Với ngoại hình đẹp và trai mỹ chỉ ấn tượng của nam nữ chính, khán giả cho rằng dự án phim Quy Lộ sẽ còn gặt hái thêm được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa trong tương lai. Đây là dự án phim chiếu đài thứ hai của Đàm Tùng Vận tính từ đầu năm 2023 đến nay sau Hướng Gió Mà Đi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.